Là một thành viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ luôn xác định phương hướng hoạt động trong thời gian qua là hoạt động của công đoàn luôn gắn kết cùng hoạt động khoa học công nghệ. Hoạt động của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực diễn ra nhanh chóng, thúc đẩy sự hợp tác, tạo ra những cơ hội cho sự phát triển của đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới. Công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện một cách toàn diện và sâu sắc hơn, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công chức có điều kiện học tập, nâng cao trình độ và khả năng tác nghiệp, đáp ứng môi trường kinh tế mở và yêu cầu quản lý của nền hành chính hiện đại trong thời kỳ hội nhập. Sự phát triển và dần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng làm cho hệ thống chính sách và việc thực thi pháp luật ngày càng tốt hơn, là cơ sở cho công đoàn nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên theo luật định. Bên cạnh đó, vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng được Đảng, Nhà nước và xã hội coi trọng, và các đơn vị trực thuộc bộ cơ bản đã được ổn định về tổ chức sẽ làm cho công đoàn viên thêm phần khích lệ và yên tâm trong công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Đặc biệt, hoạt động công đoàn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ và của Ban Thường vụ Công đoàn Nhà nước Việt Nam. Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ hiện có 52 công đoàn trực thuộc với 7.000 công đoàn viên, trong đó khối quản lý nhà nước có 22 công đoàn, khối sự nghiệp có 23 công đoàn và khối doanh nghiệp có 7 công đoàn. Sự tham gia của công đoàn cơ sở đã tạo nên một lực lượng công đoàn viên đông đảo, là lực lượng quan trọng trong mọi hoạt động của Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng về mọi mặt, ở mọi lĩnh vực, khoa học công nghệ vẫn luôn là một lĩnh vực được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ luôn coi việc giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, tôn trọng các giá trị mà các thế hệ đi trước để lại là một hoạt động quan trọng, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nội bộ ngành nhằm tăng cường tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết giữa các thành viên công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ, và phối hợp với lại các cái thủ trưởng của các cái đơn vị trực thuộc, đã thực hiện tốt cái chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, là vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của chính phủ giao cho Bộ Khoa học Công nghệ, tham gia tốt cái phong trào của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện cái quy chế dân chủ cơ sở để hoàn thành cái nhiệm vụ của chính phủ giao cho. Mỗi năm vào lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Công đoàn Bộ đều có các hoạt động cụ thể và có các chỉ đạo sát sao công đoàn cơ sở trực thuộc, có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ người có công với đất nước. Công đoàn Bộ, các công đoàn cơ sở đã có tổ chức thăm và tặng quà các trạm điều dưỡng Duy Tiên, Hà Nam, K5 Phú Thọ, Trại Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. Hoạt động này chứa nhiều tình cảm, thể hiện trách nhiệm của mình đối với phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, đó cũng là một điểm nhấn của hoạt động Công đoàn Bộ trong thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chuyên môn. Hoạt động thể thao luôn là môi trường gắn kết các bộ, nhân viên trong bộ và các đơn vị. Tiêu biểu cho phong trào này là các công đoàn, công ty cổ phần FPT, Viện Ứng dụng Công nghệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ, Thanh tra, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Tạp chí Hoạt động Khoa học. Những hoạt động cụ thể khác nhau như Ban Nữ Công tổ chức chương trình phát phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi, trao học bổng cho các cháu có thành tích cao, luôn là những hoạt động được Công đoàn Bộ quan tâm thực hiện chu đáo. Đó cũng là nguồn động viên tinh thần thiết thực với các phụ huynh học sinh, vốn là cán bộ nhân viên của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Bộ, khá nhiều công đoàn cơ sở cũng tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, mang lại đời sống vật chất và tinh thần phong phú hơn cho công đoàn viên. Vì là được cái sự hỗ trợ rất lớn từ Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy lãnh đạo viện,
thì công đoàn viện cũng đã hoàn thành được cái vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt những thành tích nhất định. Thì công đoàn cũng thường xuyên cùng với chính quyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn là mạnh dạn tìm kiếm những cái đăng ký những cái đề tài nhiệm vụ công nghệ các cấp, các ngành và thực hiện cái hợp đồng chuyển giao công nghệ để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập. Cái hoạt động công đoàn đã là cái sợi dây gắn kết các cái hoạt động chung của bộ, trong đó cái hoạt động trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ để thúc đẩy cái hoạt động khoa học công nghệ trong cái thời gian vừa qua đã nâng lên một bước đáp ứng được cái sự nghiệp công cuộc, đáp ứng được cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Công đoàn bộ trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đặc biệt là chúng tôi đánh giá cao cái việc phối hợp tổ chức tốt các cái phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cái cơ quan đơn vị của bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trên các cái lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học Công nghệ. Và trong cái quá trình thi đua đấy thì đã xuất hiện nhiều cái tập thể và cá nhân tiêu biểu, và công đoàn bộ cũng đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Cùng với cái việc tổ chức tốt phong trào thi đua thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao vai trò công đoàn bộ trong việc phối hợp để chăm lo bảo vệ các cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn viên của bộ. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do bộ tổ chức, các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức tại cơ quan đơn vị nhân dịp ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và của cơ quan đơn vị. Các hoạt động tham quan du lịch được đông đảo các đoàn viên công đoàn tham gia, tạo nên một không khí thân thiện và cởi mở giữa các đoàn viên công đoàn. Tổ chức công đoàn của đơn vị chúng tôi tiêu chí hàng đầu trong công tác hoạt động đó là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ban chấp hành công đoàn trung tâm thì luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên như là thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức sinh nhật quý cho các cán bộ, đảm bảo các chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm, thực hiện tốt quy chế dân chủ phối hợp với chính quyền, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ. Trong tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa do công đoàn bộ đứng ra tổ chức hay chỉ đạo, tinh thần xuyên suốt là tạo một môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ cho các nhiệm vụ khoa học, chuyên môn mà các công đoàn viên đảm nhiệm. Từ những giá trị tinh thần đó mà hoạt động chung của cán bộ, nhân viên Bộ Khoa học và Công nghệ ngày càng được cải thiện. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của công đoàn. Và với tư cách là một đơn vị của Công đoàn Viên chức Việt Nam, thì trong những năm qua, Công đoàn của Bộ Khoa học Nghệ đã giành được rất nhiều những cái phần thưởng từ Công đoàn Viên chức, từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng như là các cái phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Nhất là trong những cái năm mà có những sự kiện lớn thì công đoàn bộ luôn luôn là hỗ trợ cho hoạt động chung của bộ. Và tôi thì cũng đề nghị công đoàn thực hiện tốt 8 cái chữ vàng mà Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã dành cho công đoàn của bộ. Đó là phải có sự mẫn cán, phải có tính kỷ luật, phải có sự sáng tạo, đồng thời là phải rất nhân ái. Thì 8 chữ vàng đó tôi thấy là công đoàn của bộ cũng đã làm rất là tốt. Hoạt động của công đoàn đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển và nhiệm vụ chính trị của bộ, góp phần tích cực vào thành tựu to lớn mà Bộ Khoa học Công nghệ đã đạt được trong những năm gần đây. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là các hoạt động diễn ra không những ở quy mô cấp công đoàn bộ mà ở tất cả các công đoàn trực thuộc và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động lớn như đóng góp ủng hộ các chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa và nhiều chương trình thiện nguyện như hiến máu cứu người, v.v. Các hoạt động đó đã góp phần động viên công đoàn viên nâng cao trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn đơn vị giao. Bảo vệ quyền, lợi ích của cán bộ công nhân viên chức, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào văn nghệ thể thao giao lưu, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, công tác nữ công, thể hiện sức sống hoạt động công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.
với những biến động của đời sống xã hội, kinh tế trong nước, với sự biến chuyển trong các mối quan hệ đa phương quốc tế. Lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng và cả nền khoa học nói chung chắc chắn sẽ phải chịu nhiều áp lực. Áp lực đến từ nền kinh tế thị trường, buộc khoa học và công nghệ phải gắn liền với ứng dụng, với sản xuất. Nhà khoa học ngoài niềm đam mê nghiên cứu còn phải gắn mình trong môi trường kinh doanh. Đó là những sức ép có thật cho người làm khoa học công nghệ lẫn người quản lý khoa học công nghệ. Với vai trò và trách nhiệm của một tổ chức chính thống bảo vệ quyền lợi của người lao động, Công đoàn Bộ Khoa học Công nghệ cần có một đội ngũ người làm công tác công đoàn có trí tuệ, tâm huyết để chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công đoàn ngày một phát triển, thu hút được công đoàn viên, cân đối quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động, gắn liền các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn, phấn đấu vì mục đích chung nâng cao các tiêu chí tiến bộ xã hội, mang lại cuộc sống ngày càng có chất lượng cho tập thể công đoàn viên Bộ Khoa học Công nghệ.